Vòng đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine diễn ra trong ngày 29 tháng 3 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc sau gần 3 tiếng đồng hồ với nhiều tín hiệu tích cực. Ukraine đã đưa ra đề xuất bảo đảm an ninh mới, trong khi Nga đồng ý giảm các hoạt động quân sự tại quốc gia này. Tại bàn đàm phán, phía Ukraine đã đề xuất áp dụng quy chế trung lập với một hệ thống bảo đảm an ninh mới. Theo đó, nước này sẽ không gia nhập các liên minh quân sự và không có căn cứ quân sự nước ngoài, nhưng yêu cầu các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước châu Âu bảo đảm an ninh. Đồng thời, Ukraine đề xuất tạm thời gác lại vấn đề Crimea trong vòng 15 năm. Về phần mình, phái đoàn Nga cho biết đang thực hiện các bước đi nhằm giảm leo thang xung đột, trong đó có quyết định giảm hoạt động quân sự tại Ukraine ngay khi cuộc đàm phán tại Istanbul kết thúc. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin, Moscow đã đưa ra quyết định này nhằm tăng cường lòng tin trong bối cảnh việc chuẩn bị một thỏa thuận về quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa của Ukraine, cũng như cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine đang đi vào thực tế. Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Zelensky, trưởng phái đoàn Nga nhận định, các cuộc đàm phán đã mang tính xây dựng. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh hai nước đạt được thỏa hiệp và một nhận thức chung về các vấn đề cụ thể. Trước diễn biến này, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành điện đàm với các nước đồng minh chủ chốt Tây Âu để thảo luận về diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Cũng trong ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Bỉ thông báo nước này đang tiến hành trục xuất 21 nhà ngoại giao Nga bị tình nghi làm gián điệp. Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ bà Sophie Wilmes cho biết động thái của Bruxelles trục xuất 21 nhà ngoại giao Nga do bị tình nghi làm gián điệp có sự phối hợp với Hà Lan, quốc gia cũng đang trục xuất 17 nhà ngoại giao Nga. Ireland cùng ngày cũng trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định trục xuất 10 nhân viên ngoại giao của 3 nước vùng Baltic gồm Litva, Latvia, Estonia nhằm đáp trả động thái tương tự trước đó của những nước này. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ trước đó, Moscow đã triệu tập người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của các nước này nhằm phản đối việc chính phủ ba nước trục xuất các nhân viên đại sứ quán Nga, cho rằng động thái này là khiêu khích và vô căn cứ. Canada dự kiến sẽ kêu gọi điều chỉnh các quy định toàn cầu về việc điều tra tai nạn hàng không. Tuyên bố được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Canada đưa ra trong một diễn đàn trực tuyến về an toàn hàng không vào ngày 29 tháng 3. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Canada Omar Angab, nước này dự kiến sẽ đưa ra lời kêu gọi điều chỉnh các quy định về điều tra các tai nạn trong ngành hàng không toàn cầu và cho rằng những thay đổi như vậy là cần thiết trong các trường hợp như vụ Iran bắn nhầm khiến máy bay phản lực Ukraine bị rơi vào năm 2020. Theo đó, các quy định cần được điều chỉnh trong trường hợp quốc gia phụ trách chính điều tra một vụ tai nạn hàng không chính là nước gây ra vụ tai nạn hoặc tham gia vào vụ bắn rơi máy bay. Theo quy định hiện hành, Iran vẫn giữ quyền kiểm soát tổng thể cuộc điều tra về vụ tai nạn khiến 176 người thiệt mạng, ngay cả khi quân đội nước này được cho là dính líu đến vụ việc dẫn đến tình huống chưa từng có. Mặc dù đang ở trong thời gian cách ly điều trị COVID-19, song Thủ tướng Israel ông Naftali Bennett vào đêm ngày 29 tháng 3 vẫn chủ trì cuộc họp với hàng loạt các lãnh đạo cấp cao sau khi có thêm một vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng, là vụ xả súng thứ 3 trong tuần qua ở nước này. Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã triệu tập họp khẩn với các lãnh đạo quan chức cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, Bộ trưởng Công an Omer Bar-Lev, Tham mưu trưởng quân đội Aviv Kohavi, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Ronan Bar và các quan chức an ninh, cảnh sát sau khi đã xảy ra vụ tấn công khủng bố mới nhất ở nước này khiến 5 người thiệt mạng. Tại cuộc họp, Thủ tướng Bennett đã ra lệnh lực lượng vũ trang Israel tăng cường quân số dọc theo khu vực tiếp giáp với bờ Tây cũng như một số khu vực nhạy cảm trên toàn quốc. Dự kiến trong ngày 30 tháng 3, nội các an ninh của Israel sẽ nhóm họp để xem xét các biện pháp bổ sung. Trước đó, hai vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực Ramat Gan và một vụ ở khu vực Breibrak, phụ cận thành phố Tel Aviv, khiến 5 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ 3 tại Israel trong vòng một tuần qua. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Mỹ dự kiến sẽ cấp phép tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ tư của hãng Pfizer-BioNTech và Moderna cho người trên 50 tuổi trong tuần này. Cơ quan Dược phẩm và Thực phẩm FDA Mỹ dự kiến cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech và Moderna để tiêm mũi thứ tư, hay còn gọi là mũi tăng cường thứ hai, cho những người trên 50 tuổi do quan ngại hiệu quả miễn dịch suy giảm trong nhóm đối tượng này. Bên cạnh đó, FDA cũng cho phép tiêm mũi thứ tư cho nhóm đối tượng trẻ hơn có hệ miễn dịch bị tổn thương, cụ thể là người trên 12 tuổi với vaccine của hãng Pfizer-BioNTech và trên 18 tuổi với vaccine của hãng Moderna. Mũi thứ tư sẽ được tiêm ít nhất 4 tháng sau mũi thứ ba, qua đó nhằm cung cấp sự bảo vệ tốt hơn, ngăn chặn bệnh chuyển nặng và nguy cơ nhập viện.
Động thái này diễn ra sau khi các nhà khoa học đã quan ngại về sự lây lan của dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, vốn là nguyên nhân khiến số ca mắc mới COVID-19 gia tăng tại nhiều quốc gia hiện nay.